Wow. Em muộn vô rồi. Rồi ba muốn xác bò đó chị ơi. Phan đi vũ cây ghét quá ghét rồi. Hôm cho thì chú hôm hai qua, mượn á. Qua ai mượn cái chài á? Cho chú hai mượn để đi quăng chài hầm gấu nhút á. Trời ơi, ông ấy rồi ông không chịu gỡ ghét ra cho mình á. Không sao đâu. Bỏ vô trong cái bọc á, uống kịp à. Nè, nè. Chị. Hey. Rất là nhẹ nhàng. Dạ, và tự tốn. Hơi hơi. Rồi, Dung có xuống không? Nè. Im ngu. Chưa, để từ từ nha. Chưa. À. Dung kéo cái đó thằng kéo cái thằng đó chị em cho em bằng cái gì này lên chứ. Cho nó có cái tùng á, đặng hồi nó cá nhảy vô không gì. Này phải không? Dạ đúng rồi, kéo cái đó giùm em đi. Hay để kéo thẳng lưới đi anh ha. Phân phân cái chì đi em, được chưa? Chưa chưa. Có cái chì chưa, nín được cái gì dưới chưa? Vừa vừa Dung ơi. Dính. Dính cá hả? Dính cá. Dính cái cây á. Có nào? Rồi. Đúng rồi. Sao sao mà? Sao mà cái chị bắt hoài chưa hết vậy? Chưa chưa, để bắt cái chị nè. Rồi, để chị chui vô chị làm cá cho. Thôi đi chị không có ăn được. Bắt nữa đi nha, bắt nữa đi nha. Còn nữa em ơi, tại nó bị ruột ra nè. Dạ. Chị rồi. Đứng gì thôi phải không, dịnh gì thôi phải không? Đúng rồi. Dạ, đang chị kéo cái tùng ra giùm tụi em á. Rồi đi theo luôn nha. Đi theo hả? Đứng đâu đứng chỗ. Đi chỗ. Chưa. Băng gốc ngay nha. Ấp ở trên kia đi. Hay là mình đi vô đây đi xong rồi mình ấp ngược qua bên đây được không? Đi thẳng đi rồi ấp gốc. Ui em thấy Dung rằng là Dung thấy quệt không? Rằng đây nó phật vô cái giỏi băng nè. Sao mà nó đụng núi tụt tụt vậy á? Không biết vậy. Ơi chị nhớ là hầm này có cá rồi, cá gì ta, cá đại tượng á. Cái khẩu trang của em. Cái khẩu trang của chị Dung. Nào mà thấy mềm hẹo vậy. Rồi được chưa? Rồi ngăn được sắc trước đi. Rồi trước kìa dễ không? Chị thấy nó gịt cái chài. Giật dữ hả? Chị vô luôn không? Chưa chị Dung từ chị Dung bắt xéo qua. Chị Dung bắt xéo ngược coi dừng mút. Dạ đúng rồi, bắt xéo ngay dừng mút. Rồi chưa cắm rồi. Chưa để kéo cái này lên đã. Nếm gì lên nha. Mắc kẹt cái chân cây cột. Ở dưới có chài gì không? Có cây chị, ghét nhiều á. Rồi chưa. Trời ơi, nay mà mỗi cá một caramel tới số cho tôi. Này bắt được caramel để gì ăn? Cái tùng nó nằm cái ở đâu mà tự quắn em nè. Rồi níu đi. Đây chị thắt cái gì vậy chị vô? Chị buộc lại luôn. Khoan rồi. Nó vốn gì tùm lum với ai chân ạ. Trời đất ơi, sao mà nặng như vậy? Lắm luôn á. Nếu như mình kéo không thẳng nó đụng á. Không, cây chị ơi. Từ từ đi gỡ cây cái đó. Quá trời luôn rồi nè. Trời ơi, kêu đây kéo chài gì cho cực khổ vậy nè. Mắc gốc rồi. Dướng tùng quá. Được chưa? Chưa, để ớp dưới đây lên. Được chưa? Được. Rồi, lên nha. Nhẹ nhàng và tư tốt. Không bẻ nữa. Đây một con các bạn ơi. Đó. Ôi, nhảy kìa. Quá wow, được con cá mè dinh con cá dẫn. Quá tuyệt vời luôn. Hay quá. Trời ơi, cái bạn này. Nhảy kìa chị. Quá nhảy luôn rồi. Rồi luôn rồi chị. Gắt cái wow. Cái chài. Trời ơi. Hai con luôn. Không sao đâu. Ôi ơi. Các bạn ơi, cái này mình giờ mình phải bắt đền chị Ba mới được. Tại vì gỡ cái cây cá không mà chị Ba xé chạy mình chị này nè. Chị vô chị Mai lại, chị vô chị Mai lại. Chị này á nghe. Chị lấy hộp chị giác thôi. Quá. Thấy chưa. Quá.
Ôi mừng quá. Coi bự nè. Đó. Trời bự chạy bự luôn. Còn con nào nữa không? Hết rồi. Có hai con à. Rồi mình tiếp tục nữa không? Cái nữa đi. Cái nữa đi. Cái nữa hả? À, giờ này thì cẩm xuống dưới để mà ruộng rau và các cô chú anh chị ơi. À, mình chị Ba với lại chị Dung sẽ phân cái chài để mà đem xuống dưới tiếp tục kéo nha. Rồi sao tới đây. Chị kéo cái này lên nha. Rồi. Còn dưới kìa. Còn đây nè. Rồi đưa đây em, đưa đây em. Em xuống dưới em đưa luôn cho anh cẩm gì nè. Rồi. Rồi. Em ơi. Lên đây đi. Cẩn thận Dung ơi. Vừa mới dứt miếng luôn á. Na trơn. Không biết còn gì nổi. Ở dưới đây mà có cá rảnh với cá mì dinh đảo ha. Ừ. Có bự bự không mà chị ơi. Chị nhớ là có cá mì, có cá tai tượng nữa. Đúng rồi, có cá tai tượng nữa. Có cá tai tượng là mình rất là may mắn luôn. Mà là cá tai tượng. Ông caramel lắm luôn đó. Nhiều lắm. Ông caramel cầm, cầm là cái này. Ông canh ông câu dữ lắm luôn mà cũng không được luôn. Có cá guô. Có guô mề. Ai cá guô giờ chắc bự ra. Dạ. Cá rô bữa câu dính con cá nhỏ xíu rồi bữa nay chắc bự lắm rồi. Nhưng mà cá rô khôn lắm, dễ gì bắt được nó. Được chưa Cẩm? Cá dính là dính cá rô phi. Xác đi đó đi nha, xác con đi. Xác chị trong đó không? Thì chừng nó nấp trong đó không? Được rồi chị. Nè đang đùi vô gao rồi. Trên này nó trơn quá không đi được em ơi. Tật tật luôn á. Ở trên đó đi coi trời. Đi không được. Xác chuột. Nó chuột. Nó chuột nó cái dốc không? Đúng rồi cái dốc chị, nó chuột ngược xuống dưới ra như là cái ôi, dốc núi vậy đó. Ôi. Em tưởng con cá vậy. Chị Dung á. Con cá. Cá bốn mấy ký? Mấy ký. Ủa trời ơi, mới đạp con gì dưới vỏ. Vậy hả? Ừ. Cá lóc cái gì á? Cá lóc á. Cá lóc chui hàng á chị. Ở đó có hàng. Cá lóc chui hàng nằm ngủ, hàng trong đây nhóc chân. Nhóc hàng chân tại vì cái hầm này là lâu lắm mà mình đâu động nó đâu. Đó giờ không có bắt luôn. Năm mấy nay đâu động nó đâu. Em đang xác hết lóc có thể. Thẳng chị không em? Nó quản nó chạy ra coi. Ai đập được? Em đang cầm. Đi ra phải đập đập gì đó. Không, hai cái tay ở đây rồi sao rồi đập. Rồi. Cái này mà không dính cá nhiều nữa thôi luôn á. Ủa đây ốc quá tròn luôn ta. Nước đây chăm quá. Cá kìa. Có không? Cá đó. Đâu? Chưa xét lại. Đâu góc. Đâu? Xét lại góc xuồng đi. Chưa. Em. Chưa dính. Mẹ chị Ba ơi. Ôi chị. Đúng sao không? Nó bị hư, nó chấm nước nó bị hư á. Các bạn ơi, caramel dụ mình các bạn. Ông Phi Phi muốn dụ hai chim nữa mà các bạn. Ờ tôi kéo ở đây tôi còn chưa thấy cá nữa mà không thấy cá không là cá kìa. Xác lại xuồng đi nha. Rồi. Trời ơi cái gì vậy? Chỗ này nổi dữ ta. Được, ai xuồng. Hay, cái xuồng nó mắc kẹt. À hay, em để đó. Ủa gì hả? Ngày qua em để vậy cho nó đừng có ấy á. Xuồng lại đây đang ốp vô bờ luôn. Cá không? Cá xác lên, chưa biết nữa chị ơi. Chưa, để không có gì. Cái đống trà. Cây nhóc hết trơn á. Cây, Dung kéo thẳng cái đó ra Dung. Kéo thẳng là gì Dung ơi? Ơ, chị thấy rồi. Chị thấy rồi. Kè, kè, kè. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Cái lọt, cái chừng lọt là ấp dưới á. Cái ấp dưới rớt ngay nè. Ê, 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 ê. Ấp dưới rớt ngay. Ê, 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 chị Ba chị. Gừng của em thôi gừng bắp giật trời ơi cái đám gừng giống của người ta chơi luôn đi hãy đi quan trọng là cá chiều nay không có ăn nè trời ơi trời tới nè khoan từ từ bình tĩnh từ từ không có làm gì cảnh nó bò lên luôn kìa ê sao cái này nó ừ vậy kìa chị trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi vậy kìa năm em năm em bắt nó vô ngăn ơi. Thôi đây các bạn ơi, đúng là caramel nhà mình hay thật nha, nhìn chỗ nào là có cá chỗ đó. Vô. Đây 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 đây. Wow, rồi. Gãy đột gần hết rồi. Gãy đột hết rồi. Thôi bẻ ấy nó đi, bẻ ngạnh nó đi. Thôi ơi, mệt. Thôi ơi. Không có móng. À, mờ gách chài à. Đau quá. Đừng để chị Ba giật nữa. Chị Ba chịu trách nhiệm giá cái chài này nữa nha. Chút xíu chị làm vậy chị lấy hồ. Wow. Trời ơi, da kỳ trên còn kỳ dưới nữa. Đã quá.
Rồi, rồi. Đây, thành quả rồi. Rồi. Mấy cái gì vậy ta? Hai con hả ba con? Chưa, đã có một, hai con. Bà này mới lên mới im ghe rồi trời. Cá trắng nó màu chết lắm. Hai con mè Vinh nè. Ba cá dảnh không? Ba mè Vinh. Ba mè Vinh. Hai dảnh. Ba mè Vinh, hai cá dảnh. Được chưa vậy, đủ ăn chưa? Đủ ăn được rồi, đủ ăn rồi. Vậy mình đi vô ha. Cá bự. Yeah. Đi thôi, cuốn chay. Xong rồi, có đồ ăn rồi. Trời ơi, sao nãy giờ mấy tiếng đồng hồ? Nè. Ê. Tránh ra khỏi cái khu rừng giống của nó kìa. Rồi chị ơi, đã hết rồi kìa. Rừng đó là xin trên đám rừng về chồng đó chị, không sao đâu. Nữa mình đi xin nữa. Đâu mà chị, rúng nó lại, cái rúng. Có gì mình dâm nó lại, không sao. Lắm cái rúng mắng. Thôi. Vũ ghét ra coi. Đem ra đây nè Vũ. Đem ra ngoài đi chị. Rồi. Rồi, lát luôn rồi. Làm gì giờ ta? Thúi quá. Trời ơi. Anh ơi, bê mê anh đề nghị là anh hai nước cái hầm cá. Thúi quá. Ôi, đem ra đây đi. Rồi, đây, đây. Bước này. Xin lỗi anh cameraman nha, mình đạp gãy gần của anh. Đạp gãy gần ta, xin lỗi. Vậy với là anh gì giờ, tại ảnh luôn. Nè. Tôi quán lại cho. Wow. Làm cái chai gì kì vậy? Đã quá. Nên mình làm gì ăn ta? Không biết luôn. Nướng đi. Nướng hả? Năm con này hả? Ừ. Ơi, hay, hay là mình đem đồ qua đây mình nướng ở đây đi. Chơi luôn đi, đây mát nè. Giờ này mát rồi nè. Ủa? Không có chán. Có mấy bữa xả nè, giờ quán xả nướng nó đi. Quán xả nướng nó đi. Rồi, đây, vô, chuẩn bị. Nó nghe nè, vậy chị Dung với chị Ba rồi dọn cái này xong rồi bằng cá giùm em nha. Em với Cẩm đi tắm đây. Lên em ơi. Đây, đây thôi. Này. Tiểu muội. Đi mặn cho. Cá này mặn dễ. Đi vô. Cá này mặn dễ. Khỏi nướng mà cứ đây các cô chú anh chị các bạn ơi, sau mùa hồi mà mình kéo lưới thì được 5 con cá như thế này nha. Đây những con cá rất là tươi ngon luôn. Trong lúc mình đi cảnh đi tắm thì ở nhà chị Ba với chị Dung cũng nhúng thay với lên bằng cá sạch sẽ rồi nướng nha, hết sảy luôn. Đúng rồi đó, để giống Dung vậy đó nha. Để vậy hả chị? Ừ, để ngang nướng vậy. Nướng vậy lát nữa mình có ăn dãy cho coi không được, với điều kiện nó không khác gì. Nó không khác thôi. Ôi trứng quá trời các bạn luôn. Ơi nhìn trứng nè, sao theo wow. Tự chú nhìn nè, hèn quá chi trời. Bởi vậy hỏi sao mà cá trắng ở trong hầm quá chèn luôn, để không biết bao nhiêu con mà nổi luôn á. Sát theo thứ tự đi, từ lớn tới nhỏ, từ lớn tới nhỏ đi, từ lớn tới nhỏ luôn hả? Vậy để người ta nằm theo bề thôi. Anh nó dảnh này kìa chị, để dảnh lên chở lại cái luôn, chở nè, dảnh đi, chở chở bề đi, cái là nó bị cong luôn. Được rồi, chở đúng rồi đó, rồi chở con kia kìa. Mai này mà chở nó cái lại dảnh. Cái nó bắt than lắm. Đừng cho nó đụng nó dính. Nhưng mà mình ăn cá nướng không à? Ăn hai đầu bắp nướng, hai đầu cà bắp đi. Cà bắp hả? À, cà của mình đi mất lại được không chị? Mình nướng ít cà luôn đi. Mấy ngày ba có hái bán không? Cà phổi không? Dạ. Cũng được rồi. Để hai gạo hén thơm quá. Ủa mà mình có nấu cơm chưa? Nấu rồi. Chị nấu rồi. Này là sao nhái với cà bắp, hồi mình vô mình ăn với cá nướng. Này là cà bắp, có hai loại đậu bắp luôn á. Màu xanh và màu trắng. Chị, cái này là đậu bắp gì? Này là đậu bắp mình nè. Đậu bắp còn mình cái trái màu xanh này là chị theo chị biết là đậu bắp Nhật. Ờ, hai loại khác nhau. Nhưng mà có trái hai loại nó cũng khác nữa không? Ốm mà màu xanh đậm nè, nữa. Đây nè. Dạ. Này già không chị? Già đó, cái đó già. Ừ, già đó. Hình như là thấy, chị thấy cái này nó muốn tàn rồi mà mình móc hoài nó ra hoài luôn á. Đúng rồi, nhìn cái cây nó muốn tàn hả chị? Nhìn thòi đại chứ. Mình ăn không hết cái nó già kìa. Nó quá trời. Có khi nào mà nó già rồi cái nó gót hộp cái lên nữa không chị? Nè, cái này khô luôn rồi nè. Đó, em sợ lần nữa nó sẽ bung cái hộp ra. Đây, cho cô chú coi nha. Ê, cái này gãi được rồi nè. Nên nó khô, cái hộp nó khô lại vậy nè. Hộp giống. Hộp đen. Cái này là làm hộp giống luôn. Cái này làm giống luôn rồi, nên mình gãi ngay đi nữa cho nó lên lại. Này nha, nó ăn cũng ngon lắm nè, ngọt. Nhà cái mình này có... nó chưa, nó hình như nãy có con trái già. Nhà mình trồng gì mình ăn cái đó. Chứ nó... Vậy chứ ra chợ là mua. Dạ đúng rồi, đỡ tốn tiền dữ lắm luôn.
Nay Thiên Lý lên nữa rồi quá. Có mưa xuống mà ra bông nữa hả chị? À, tốt lắm. Ồ, ồ, cái trái anh nè. Nó to. To, mà già rồi. Dạ. Hồi mình qua bên kia mình hái mớ cà phở đúng không? Cà phở nướng ngon lắm chị. Mà đặc biệt ha, mình làm mỡ hành đó chị. Nêm nếm vô. Đây, được một trái nè chị ba ơi. Ôi da, ôi da. Cái gì vậy? Nó đâm vô, nó có gai. Đây, 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 chị cắt cho. Có gai. Đây, đây là cà phổi nghe cô chú anh chị các bạn ơi, mà nó có gai nó đâm đau quá trời. Sao mà ta kêu cà phổi ta? Hồi xưa kêu cà phổi em cũng không biết làm sao luôn đó. Cái tên đó. Cà này ăn nó cũng nhỏ. Hình như là mình thì mình hay ăn cà này hơn là nhiều hơn rồi. Có chừng gai đâm nghe chị. Cà này ha, chị ăn mắm sống á chị. Mắm cá chốt ha. Chấm ngon lắm luôn á. Cà này chị thích nướng á. Đây nè em thấy nè. Dưới mà hành lên. Là chị ba ơi. Ôi dạ. Nó hơi bé không? Nó già rồi chị, nó bé nhưng mà nó già rồi. Kiến á, kiến lửa cắn á. Nó cắn cái chân là... em. Tại vì thằng mình đâu có thịt thuốc, thịt dưỡng gì đâu. Tại vì trái nó hơi bé. Dạ. Nhưng mà ăn rất là ngon. Hết à. Cà tím đó chị. Ừ. Sâu chứ. Ồ. Bỏ đi. Nè nó bị sâu. Bị đục hết trơn rồi. Tại vì mình đâu có thịt thuốc đâu. Mình chỉ tưới nước thôi. Cái khi thì mưa xuống thì mình cũng tưới nước. Dạ. Nhưng mà đặc biệt nghe rất là ngon. Đây, 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 đây. Ồ, cái này bằng tí. Này. Cà. Đây nè chị, nè 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 nè. Bán không có giá hơn à. Không, mình thấy nó nhỏ vậy chứ là nó già rồi. Vừa ăn rồi nè. Tại giống cà này. Tại cái này ha, biết sao không? Mình không có thịt dưỡng của người ta, thịt dưỡng á, cái trái mất bột rồi, nó dài lắm. Kiến lửa cắn chị ơi. Kiến hả? Dạ. Kiến lửa cắn á. Này vô mình nướng luôn đi. Vô mình nướng. Dạ. Yeah. Không, không thấy cà tím á chị. Nè, nè. Già rồi nè chị. Nè, già nè. Cái này cũng vừa ăn. Ta gọi là màu tím hoa cà luôn mà. Bông màu tím. Dạ. Đây. Cà bữa nay giờ nó đẹp chứ chị ba? Ừ. Chứ sao mình đâu có, mình không ngày mình đâu có xịt mấy cái trái này đâu. Chính nó nè. Chị nước mắm thằng thánh. Ồ, nước mắm xong luôn cái hả? Nước mắm nè. Cà này nè, biết gì không? Cứ phải xịt á. Xịt nó mới mướt. Như cái nó không có bị sâu đó. Thì là phải xịt nó mới to trái hả? Đúng rồi. Mà mình ăn thì thôi, khỏi xịt. Mình gì ăn được kìa. Một cây nhà lá vườn. Có chi vườn đấy. Quá đã luôn. Đón ngang tại sao có một trái đậu bắp này và một trái đậu bắp màu xanh màu trắng là đậu bắp hồi gì nha em? Nhà mình trồng hai loại đậu bắp, một cái loại là lá to thì cái đậu bắp màu trắng, còn cái loại mà xanh thì cái lá nhỏ hơn. Đậu bắp này gọi là đậu bắp gì không biết? Thưa đi, thưa đi, chị nói cho nghe. Về em đố chị thêm một cái nữa nè. Gợi ý đi. Đố chị ba là cái đậu bắp xanh với cái đậu bắp trắng cái nào ăn ngon hơn? Đương nhiên là cái đậu bắp trắng là ăn sẽ ngon hơn. Đối với em thì em thấy cái đậu bắp xanh ngon hơn. Đậu bắp này là đậu bắp mình. Ừ. Đậu bắp này gọi là đậu bắp Nhật. Em thích cái đậu bắp này hơn tại vì chị biết sao. Đậu bắp này nó ốm, nó dài, nó không có to trái, nó không có mập trái. Nhưng đậu bắp mình là thằng này. Nhưng mà to không to gì, quan trọng là nó ngon lắm. Nhưng mà ở chợ thì người ta hay bán đậu bắp này hay nhiều hơn tại vì cái này nó có giá hơn. Cái này á chị là nó mềm hơn. Ừ. Nếu nó như có mà giá to hơn. Ra về mà dinh dưỡng thì cái này sẽ có nhiều chất chống oxy hóa hơn nè.
Nhưng mà chị thích ăn thì chị thích ăn đậu bắp mình hơn. Em vẫn thích cái này hơn, tại nó mềm hơn, còn thì dai quá. Ăn này không có dai đâu. Già cả lớn tuổi rồi dai quá nha, em nổi. Không có răng. Để cái quạt hả chị, em quạt lên cái. Để cá nó sắp chín rồi chị ơi, không không được rồi. Không, phải cái nướng cà nè, nướng cà. Nói chung là giờ hai loại nào chút. Cũng ăn. Nhưng mà cái loại trắng nó không có giá bằng loại xanh. Giờ mình hỏi các bạn đi nha, không biết là ở chỗ các bạn bán cái loại nào nhiều ha, thì cái loại nào mà bán nhiều thì xem như là người đó thắng nha. Đâu có, hỏi ông caramel, đâu có phải đâu. Ủa hỏi ông gì? Tại ông chồng mà. Chưa chắc gì ông biết. Ủa chồng mà sao không biết được, đúng không caramel? Anh xui. Bây giờ mình ăn đi rồi mình lấy ý kiến nha. Mình nướng hai loại mình ăn đi, mình cho ý kiến đi. Thật sự á, là em thấy khách quan nhất là nên để mọi người á khán giả là nhận xét chứ cái để đây á, 1, 2, 3, 4, 5 người thằng mình không có nhận xét được đâu. Thôi cà nó bị cháy xém rồi nè. Cho chị miếng đường đấy cắt. Nó bị thâm. Nó bị nám đó. Nó bị nám già rồi. Nóng quá nó bị nám. Ôi ngon quá. Thơm quá à. Ngọt không? Đủ ngọt không? Dạ ngọt. Mới hái luôn á. Mà nó dẻo nữa. Cái này là đúng ý chị ba luôn á. Nhưng mà để mơi ăn nữa thì giờ. Nếu như chị thích dẻo thì vậy cũng được. Nói chung là em mềm cứng gì cũng được, chứ tại ngọt là được. Chở con cá tới đây coi. Con này phải không? Bà này bắt bự nhất bài luôn nè. Mập địch. Wow. Nhìn cái đùm trứng của quả nè. Hồi nãy chị lúc mà nó sống thì nó ấy nha. Chín rồi, chín đúng không? Chín rồi, cứng hết. Cứng là chín rồi đó. Nó chín cái nó vàng. Vàng ngươi mà. Đã quá. Lát nãy nó trắng, lát sữa. Mình chắc ăn là mình gỡ thịt đi xong mình lấy cái trứng ra ngoài mình nướng. Hồi xưa thôi, hồi xưa tại vì hồi nhỏ không biết, bị dụ. Hồi đừng ăn, để chị. Nhưng ăn mà thật ra là nó rất là ngon. Nha. Đừng ăn trứng nha. Ai sợ nó mụn đưa chị ăn cho. Ngăn có sợ nó mụn không? Em còn chỗ nào không nổi nữa đâu sợ. Chị không sợ đâu. Sợ đi chị ba. Trơm. Hồi xưa bị dụ một lần rồi, lớn đâu mà bị dụ nữa đâu. Chín dần à? Chín rồi đó, đậu bắp chín rồi đó. Chín rồi, đừng để nó khét quá. Cà chưa chín đâu. Không nha. Chín rồi chị. Héo héo là chín rồi đó. Cái này là chín rồi nè. Chín dần. Thì quạt tan cho. Em ngồi dưới gió là em hưởng trọn luôn á. Chị ba nói chị quẹt mạnh đó. Chị ba quạt nhẹ heo hà, làm lại coi. Rất là từ tốn. Thôi nghĩ luôn đi, dẹp cắt luôn đi. Chị quạt. Ừ. Quạt mạnh mạnh lên. Hướng này nè, mạnh lên. À, hết rồi. Thơm rồi. Đói bụng quá. Đưa đây đi. Có cái gì? Đó, làm ghê. Chở. Ô vàng quá luôn kìa. Hấp dẫn quá. Có cá nướng nè, rồi cà nướng nữa. Ngon quá. Đậu quá nữa. Dạ. Sau một cái buổi mà bốn chị em tụi mình đi kéo cá thì bây giờ cũng có được một cái mâm cơm thật là ấm cúng rồi nha. Xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng bốn chị em tụi mình ăn cơm nha. Mời mọi người. Mời cả nhà ăn cơm ạ. À. Cà chín nè, còn mấy cái đít không à. Ăn đi, ăn thử đi chị Dung. Thử miếng cá. Cái mì Vinh. Mình ăn cái con này đi. Con nào? Ăn nhảy giòn. Con nào? Ấm balasibu. Em ăn con dẫn. Mình ăn con dẫn à. Con này dẫn. Không, mì dinh. Mì dinh. Cái này là dảnh hả? Này dảnh hả? Là dảnh hả? Về con này cho nó lui cung đi chị. Ngon quá. Wow. Mì dinh lắm luôn. Thôi mình để đây đi. Mì dinh hả? Để đây đi. Muốn chắc thịt dẻ nha. Dẻ đi. Đây. Đậu bắp ngon quá. Giòn quá. Nóng không? Nóng. Đầy đè đổ cho em đi. Đây. Ôi, cái thịt nó nè. Ồ, bên đó ngon ghê chưa? Nó ngon quá vậy. Wow. Hấp dẫn chưa? Dễ cái vậy đi chị, dễ hết xương thôi. Ngọt ngay à, thịt nó ngọt ngay à. Ăn luôn cái da. Ăn luôn cái da nó giòn. Rồi ăn đi chị không mày. Thịt béo quá. Chấm nước mắm me nha. Mắm me của Cẩm Hàm đó. Đây, thử một miếng nước mắm nha. Nhảy ra mẹ hay chưa? Đậu bắp nhà chồng. Mình ăn gì không biết, có người nào thèm không biết. Có, cái người đang ở gần nhất luôn á. Xương quá chị ba ha. Này nó, cá nó nhỏ, cái xương nó. Cá càng bự, xương nó ít.
gương nó bự á, mình dễ dẻ. Công nhận. Thật ngọt như vậy luôn á. Ngon nhưng mà nó xương. Xương nhiều quá. Hồi đó chị không thích ăn cá dảnh với cá mì dinh. Tại vì nó xương nhiều. Mà ăn được là ăn hoài luôn á. Ăn được là ghiền á nha. Béo lắm. Tại béo. Nhưng ăn phải cẩn thận. Đúng quá. Xương thơm. Trời ơi. Đã bắp chín rồi chưa chị ba? Đã bắp chín hết rồi. Ồ, nóng hổi luôn. Ăn sao nhái nha. Chị Dung gọi là gì? Sao nhái hả? Xôi nhái. Sao nhái hả? Mình thì gọi là rau nhưng mà chị Dung gọi là sao. Ủa tại sao chị Dung lại có cái gọi khác tụi em vậy? Tại chị Dung nó khác chỗ mình. Ê, chắc chị, là ngọt lắm nha. Sao mà mở được cái này ra? Vậy á. Để xuống nè. Lật nó lên. Thơm lắm á. Cái này nè. Nó hơi dài. Nó hơi dài. Vẽ cái này nè. Nó bị quá lứa. Cái nó hơi dài ha. Cầm nguyên nè, trái. Nè cái này được rồi nè. Này mà cầm nguyên trái cắn chắc rớt cái răng mà luôn. Rồi rớt luôn rồi. Thôi lỡ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình xin phép tất cả mọi người cho mình ăn vậy luôn nha. Ăn ngon da luôn. Ngọt lắm á. Ngọt. Ôi da. Quá là xương. Còn ngay luôn. Càng ngọt ngay luôn. Nga ăn được này không? Ngon quá. Dạ được. Chị là thơm lắm luôn. Thích ăn. Cảm thơm mùi miếng trứng đi con. Đi dạ. Trứng này. Nãy giờ để trong nhóm trứng rồi cho chắc. Gì nó chín thử một miếng nữa. Không đúng không? Béo quá ha. Thử nè. Để mình khổ miếng thì bằng. Dạ. Bùi nữa. Giòn. Ý. Ý. Được không? Được không? Được rồi. Trứng vô ngắm. Chính này. Thử miếng trứng đi chị. Của cá. Cá không lồi không? Đúng rồi. Cá bì linh. Ngon nha. Béo. Chín hả chị? Béo. Thử đi chị. Ngon quá à. Chín rồi đó, để vô đâu đó đi. Khác không? Không? Để lên mình nó đi. Để lên mình nó xém xém chút. Cho thơm. Cho xém xém chút cho thơm. Càng ngon quá. Chúng mình xém xém này. Thương quá thương. Cá trắng thì xuống công nhận hầm nhiều cá trắng ha. Lẻ. Đừng có thả cá tai tượng này để thôi nó ngon. Cá tai tượng khôn lắm. Cá tượng đụng nước là cháu mất tiêu trơn rồi. Không bắt được nó đâu. Đọng nước đó. À, nó nóng ngon ha. Có khó luôn. Này chín rồi phải không? Chín rồi. Mềm đã chín rồi. Công nhận xương này mình cũng thịt luôn. Nóng. Xương chữ Y không? Nhưng mà nó ngon. Mì dính béo hơn cái vậy? Béo hơn. Tường nước này luôn. Hấp dẫn quá. Béo hơn nhiều. Ăn này phải cẩn thận. Thử miếng cá dảnh thôi. Ý cái da giòn quá. Cái dảnh nhờ. Giòn ngụm à. Mà mỡ không luôn á. Cà phở nướng ngon quá chị ơi. Sao mình kêu là cà phở chị? Thơm. Cái tên hồi đó tới giờ. Thơm hơn giờ cái mì dinh. Dạ. Để giải đáp thắc mắc cái tên cà phổi thì giờ mấy chị em tụi mình sẽ tạm dừng video ở đây để mà chi hỏi chị Dũng tiếp tục về cái tên đặc biệt này nha các bạn. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video clip của nhóm cho con ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.